Trong buổi sáng, bà Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Tân Châu. Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu một số ý kiến liên quan việc thuốc bảo hiểm y tế chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Tuyến đường 785 một số đoạn bị hư hỏng, xuống cấp, đề nghị ngành chức năng sớm sửa chữa, đề nghị ngành chức năng có biện pháp bảo vệ quyền lợi cho người lao động khi nghỉ hưu trong trường hợp công ty không đóng bảo hiểm xã hội. Các ý kiến đã được tiếp thu giải trình, riêng một số vấn đề khác được đại biểu ghi nhận và chuyển đến cơ quan chức năng xem xét trả lời sau.